Chào mừng các bạn đến với kênh Nô Một Vlog. Hôm nay thì anh em chúng mình có dịp đi đến dinh Vạn Thị Tú để mà tham quan cái bộ xương cá voi mà lớn nhất Việt Nam. Thì mời các bạn theo dõi. Đây là một cái video clip mà quay lại cái cận cảnh của cái bộ xương lớn nhất của Việt Nam mình luôn. Thì đang được lưu trữ và trưng bày tại dinh Vạn Thị Tú. Nhìn nó như là gỗ vậy ha. Tại cái thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Đây các bạn xem, đây là cái một cái xương này là xương nguyên thủy, cái xương thật chứ không phải xương giả nha. Như đá. Đó thì ở trên cái bầu xương thì người ta có làm những cái giá đỡ. Nhìn về nó hình dung được con cá, ý là nó còn cố định lại những cái bộ xương. Để mà cho các bạn xem mà biết được là cái xương cá voi nó như thế nào. Đó. Đây một số cái hình ảnh mình có chụp. Đây là anh em chúng mình trong quá trình đi coi. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng mình đi đến ngay cái dinh Vạn Thị Tú này để mà xem cái bộ xương này luôn các bạn. Mà nghe nói là ở phía trong còn rất là nhiều bộ xương nữa, thì các bạn theo dõi chút mình sẽ cho bạn xem. Em đi xung quanh tham quan thì cái gì có cái gì đặc biệt. Ở đây là nội quy di tích văn hóa dinh Vạn Thị Tú. Ở trong có cái gì tham quan không? Sao đi em? Để giày dép bên ngoài nơi tôn nghiêm. Có không? Đau giống thiệt quá ha. Khi hoàng thái hiệu phương suy tinh thần. Mãi có con tờ lẻ bỏ luôn. Sắc lập kỷ lục nè. Sắc lập kỷ lục là kỷ lục về cái gì à? Kỷ lục bộ cơ xương lớn nhất Đông Nam Á. Là ô. Mấy tấn không quên à? 22 tấn. Đây cái này 22 là 22 mét, trọng lượng 65 tấn. 22 mét 65 tấn đúng không ạ? Cái này là hồi xưa này luôn hả? Là biển nó ăn vô đất liền là vô tới cái dinh mình luôn. Là cách cái dinh của mình là khoảng 50 mét rồi, đang có đọc ngoài kia. Và đây là cái biển hồi xưa, là cái này cái dinh của mình đây. Là cách khoảng 50 mét. Cái này là 200 năm đúng không? Cái dinh này 258 năm rồi. 258 năm rồi. 1930. Dạ tấm ảnh là ra đời 90 năm. Còn cái dinh của mình là khoảng 200 mấy năm. Dạ. Xác lập xương cá voi lớn. Có cái này. Cái này là trước chắc là cái kia, xong sau này mới có con bự hơn rồi. Ôi là cái nhỏ đó trước là. Cái này là cái bộ xương trước hả? Cũng một bộ. Một bộ. Xác lập nhiều năm hay sao mà sao nó có hai cái bản xác lập đó? Một bản lớn một bản nhỏ. Bằng dạ. Di tích lịch sử văn hóa. Dạ. Yeah. Cái kia mấy trăm bộ luôn. Có không? Có, nó cái này nè. Lô đi mượn thêm. Ủa trong kia còn cả trăm bộ nữa chứ. Tụi con đi bên này là cái đầu nè. Để đầu bên đây và đi ba qua anh kia bên này là đuôi. Chú đi tụi con giới thiệu sơ cho con biết chút. Đây là chiếu chỉ của vua ngày xưa ban nè. Chiếu chỉ của vua hả? Đức Đồng Khánh Vị Tăng Khánh Định Sắc Phong nè. Các vị thần ở đây. Cái này là phong chiếu hả? Mà cái này là... đây coi. Ô chà, hay ha.
Vì nãy giờ chỗ này không biết luôn á. Cái này vua khai định đây. Khai định. Con này là chị Hiện chị. Con này là chị Hiện chị. Nè ở đây là trên ta dịch xuống nè, cái sách này. Dịch ra cái nghĩa nè. À rồi rồi, có nghĩa là 1 và 2 3 4 5 đều vua nè. À rồi đây nè. Sách. Rồi đây. Chiếu chỉ của vua ngày xưa ba xuống sách phong thần. Sách phong thần này thật sự đây có nghĩa. Vậy là bộ xương nó có từ xưa nó. Rồi ngồi đó phủ nhà nước bảo vệ nên rồi đổ lúc nào là phủ đậm của mình giờ để nhà đừng cho nó bị mục mà cái nhà chỉ có vua đây cái này cái mộc vua hồi xưa ấy. Sau đó nó khác cái mộc của Trung Quốc nó vuông vuông này này dài quá ha vua Trung Quốc Nam mà mình mà trong giống của Trung Quốc hồi xưa là nó vuông vuông chứ nhưng mà ngày vua hồi xưa chữ chữ này sao tại cái chữ này là chữ xạo chữ nho chứ Hán chứ à Hán ngôn hồi xưa xài chữ Hán mình học lịch sử cũng dở quá không biết gì hết sắc quyền đức ở ủa cái này thì sao mà mình nhìn mình biết được là vua nào chú? Thiệu Trị đó. À vua Thiệu Thiệu Trị. Sắc tặng trung đẳng thần cho thần Đông Động Đình được có mặt ở các vùng sâu hiểm nguy để cứu hộ người dân gặp nạn. Tặng sắc phụng thờ nhân vua Minh Mạng trị vì 21 năm. Và cũng vào lúc này đúng ngũ tuần mừng đáp công, đồng thời quảng bá ghi ăn trong lễ đăng quang của vua Thiệu Trị nhân dịp ngày. Này tặng thêm cho thằng Đông Hải Động Đình về mức độ linh ứng bao trùm các vực động thuộc biển với bậc trung đẳng thần sắc được tặng về Thủy Tú Khánh Long để phụng thờ bảo hộ lê dân chịu trị niên bác nguyện thập vậy là đó ông cứu người này kia đó rồi thì ông cứu mà có nghĩa là cái thiền mà sắp bị lật gì là ông lấy cái thân ông tựa lên để cho thiền nó đừng có lật đúng không chú thì trời sống to gió lớn động kề mà chẳng chịu dạ nhiều lúc là người rớt xuống biển rồi đó, là anh làm mạng lớn nó gặp ổng dẫn lên dạ yeah. Nghe thì cả nói luôn cái này nhiều ông vua đã ghi lại luôn nhiều ông vua cái một bản là một vua đúng không chú vậy cái này chỉ cái năm đời thôi năm đời vua là mà đây là vua Gia Long sắc phong năm ấy cứ tập là vua Gia Long hả ôn nào hả Nguyễn Ánh đầu tiên trên là sắc phong mà sau này mới là con trả sắc phong cái này là vua Gia Long hả chú? Cái hình tượng đó là của cá ông á. Hình tượng cá ông tức là ông thường cứu chuyện cứu người nên bà con ngư dân mình cứ tưởng tượng ra một cái nhân vật nào đó. Dạ. À, tưởng tượng ra một hình dáng nhân vật nào đó. Dạ. Tôn thờ thôi. Còn cái hàng chữ là của vua Gia Long sắc phong. À vua Gia Long sắc phong. Tức là ngày xưa ông đã kèm thiền vua Gia Long qua cơn bão để đưa thiền vua Gia Long vô bờ. Dạ. Sau khi mà vua Gia Long là phục chức xong rồi về có phòng lên thập sẵn chứ hồi đó gọi ông là Nam Hải đại tướng quân hả? Dạ. Là cứu vua rồi đi về cho rồi trong khi nhận được tâm bộ chắc bóng nhau đâu không trời luôn nơi đây gọi là wow. Phẩm là nơi để lưu trữ hài cốt cá ông lớn nhỏ hàng trăm bộ mỗi hộp sọ thì là mỗi ông à nhưng mà mấy ông này cái nhỏ thôi nó ngoài 5m 3m 2m đổ lại thôi sọ ở trên từ 10m lên đến 12, 15, 17, 19m xương dựng bên dắt là xương quai hàm dưới cao 15m đổ tới 19m cái bộ ngoài kia là 22m ngày xưa nằm tại đây thành phố riêng cái đó làm khu trưng bày thuộc thành phố quản lý đến ngoài đó thu lệ phí dòng cái ăn chia trong đây dạ trời đất ơi. Tất cả cái voi là thường thường là ngư dân là không bao giờ khai là dám nó đánh bắt để mà rồi là làm thực phẩm ha chú. Là chỉ có cái voi là xong rồi. Lì tức là chết là ông đổ lên rồi bà con mình đi ra đánh bắt gặp người luôn. Đưa vô xong rồi. Người nào mà thì gặp ông đầu tiên phải để tan ông 3 năm. Dạ. Phải để tan lập để dùng người để tan. Sau khi chôn 3 năm sau mình khai quật lên một bộ. Mà mình chôn chứ hết. Rồi xong rồi 3 năm sau mình khai quật lên mình lấy vào hài cốt. Dạ.
nãy có mắt lần sau không đã đắp thịt hay lần sau suy nghĩ bây giờ cho để đắp không qua năm ở ngoài tụi cháu đi ra phía tay trái này ở đắp thắm gì ở chỗ xuống nó mới còn hai mộ mới này mấy luôn phải cho sau này ba năm sau cho nó đào lên đào các người cụ người đầu tiên trên đất khai cơ lập nghiệp xây dựng cái nhân này dạ yeah. Điện thoại lâu rồi không, đi không đi ngủ rồi 1% là gỗ này là gỗ xưa luôn đó chú gỗ xưa hả gỗ xưa